Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tổng Kho Thành Được Thành Được với phương châm thành tín Thành trong thành thật trung thực Tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm Thành Được coi uy tín quý như sinh mệnh Nói được làm được Thế giới có 7 tỷ người Nếu bạn xem được video này thì chứng tỏ chúng ta có duyên Nếu bạn trao niềm tin cho tôi Tôi sẽ đáp trả lại bạn bằng hai chữ chân thành và uy tín Trong người bán vạn người mua nhưng uy tín thì chỉ có một ngày 15 tháng 11 năm 2022. Hai chiếc đèn sửa nhà tắm 3 bóng Lefa. À gửi về à, cho anh Quang Kiên ở địa chỉ tòa Sunshine Garden, đường Tân Khai G3, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và hai chiếc đèn sửa nhà tắm 3 bóng Lefa này thành được bảo hành chính hãng cho anh đèn 24 tháng, bảo hành bóng 12 tháng và hỗ trợ tư vấn cũng như bảo hành qua Zalo 097 280 2081. Thì như trong thông lệ hàng bên thành được trước khi gửi đi thì sẽ được test lại cái chức năng kiểm tra lại sản phẩm và cũng như là cái phụ kiện đi kèm theo đèn để tránh cái việc thiếu phụ kiện và lỗi sản xuất. Phụ kiện đi đèn kèm theo đèn Nepha thì sẽ có một cái bộ ốc vít giá treo để chúng ta treo đèn Một phiếu bảo hành Chính hãng của Lê Pha Một giấy hướng dẫn sử dụng Và trước bên cạnh cũng vậy Đèn sửa nhà tắm Lê Pha à, Sử dụng trong không gian nhà tắm Nhất là trong mùa đông là Tăng nhiệt độ là giữ ấm phòng Và rất cực kỳ quan trọng Nếu nhà gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ để Tránh các cái bệnh về tai biến trên lệch nhiệt độ so với ngoài trời bóng của lê pha là bóng vàng loại tốt chống cháy lổ độ bền cao và cái đuôi xứ đuôi của bóng là đuôi xứ dây là dây chống cháy chịu được nước độ ẩm cái môi trường độ ẩm trong nhà tắm và cái nhiệt độ cao và cái dây cấp nguồn của lê pha thì là dây nội đồng để đảm bảo dẫn điện tốt ở cái công suất cao thì bóng ngoại ba bóng này và hai bóng này đều có hai công tắc để chúng ta tăng giảm nhiệt độ bóng là bóng vàng này, đuôi bên trong là đuôi sứ này và dây ở phía trong bóng là dây chống cháy đấy. công tắc để đèn thứ nhất đèn chiếc đèn nhất đã sáng này sang đèn bên cạnh này Đấy, công tắc này cả hai chiếc thì đều đã sáng và nóng cực nhanh làm nóng giữ ấm cực nhanh trong vòng 3 giây Thì à, sau khi kiểm tra đèn và phụ kiện đã ok hoạt động hoàn hảo thì à, ngoài tem phiếu bảo hành của hãng Lefa ra Thì thành được sẽ có thêm một cái tem phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên có đầy đủ địa chỉ số điện thoại Và đi kèm theo đèn thì sẽ có thêm một cái catalog Catalog giới thiệu sản phẩm và dán trực tiếp trên sản phẩm một cái tem bảo hành có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để anh có thể liên hệ luôn luôn là khẳng định cái uh, uy tín chất lượng thương hiệu như là đảm bảo cái chất lượng hàng hóa là hàng chính hãng và chế độ gì cũng bảo hành chuẩn cam kết tất cả mọi thứ hàng hóa là hàng công khai sản xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và trách nhiệm của hãng cũng như bên bảo hành hay là bên bán hàng của thành được luôn luôn uh, khẳng định cái uy tín Mọi chi tiết xin liên hệ Thành được số điện thoại 094 987 3111 Zalo 097 280 2081 Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 2807 a com Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. À, nếu thấy hay và quan tâm về những sản phẩm thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện thoại, máy tính bảng, vân vân thì xin đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh Tổng Kho Đành Được.